được vé 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 mít vu để tặng quà cho các Thi, tặng cho con gấu bông rất là đẹp, dễ thương chi chưa, thấy không? Cảm ơn em rất là nhiều, thích lắm luôn á. Em bước qua là gãy nè má má. Dễ thương quá à. Để coi bé ghi cái gì. Bé Miss Du này nè, là hồi đó bé Miss Du ở bên Dubai á, bé đi du lịch bên Dubai, bé gửi cho các Thi hoài à. Chúc chị các Thi một ngày vui vẻ và hạnh phúc, hãy gắng lên nhé. Dạ, cái tên Miss Du này nó chỉ là để là hung bạn thôi, chứ không phải tên của người ta nha. Còn tôi quên rồi, vậy là sai rồi. Trời ơi, phải cắt đầu clip đi, cắt đầu clip đó. Không phải Miss Liên Tâm Su Su. Liên Tâm Su Su, cảm ơn Liên Tâm Su Su. Cái Liên Tâm Su Su tôi không biết ai nè. Dễ thương quá à. Tôi quên, tự nhiên tôi tưởng Miss Du. Nè, tôi thấy để chữ Miss Du, tôi tưởng là bạn Miss Du. Hồi đó có một bạn là tên là Cherry chứ không phải Miss Du. Trời ơi, bạn đó tên Cherry, bạn đi Dubai. Xin lỗi em Liên Tâm nha. Liên Tâm Su Su. Trời ơi, quên. Người ta gửi mày đi cảm ơn bậy bạ không à. Cô đặt tên ta Miss Du nè. Mà tôi nói Miss Du là tên nào kỳ vậy, tự nhiên hung bạn là sao. Cảm ơn em nghe. Hai luôn rồi. Ba. Bữa nay là một ngày rất là vui vẻ và hạnh phúc. Vì bữa nay là một ngày, mọi người biết ngày gì không? Ngày đúng cho bán. Ok. Ý xuống cho mẹ bán thôi Ý. Ủa Ý, con có quà hả? Thấy thương ghê chưa. Trời ơi. Ủa vậy là Ý không có quà luôn. Nè, mẹ mới được người ta tặng quà nè. Ý không có luôn. Thương quá. Còn nghiệp bé nó. Ủa Ý không có quà luôn hả? Tôi nghiệp quá. Thôi thôi con đi xuống dưới đi, mẹ bán con. Đi nè. Trời ơi, tao đuổi thẳng mặt giống đi luôn. Trời ơi, thương quá à, dễ thương quá. Mà không có quà luôn. Mẹ có con gấu nè, bông nè. Ý không có hả? Trời ơi, dạo này rớt miếng hoài không có luôn. Tội nghiệp của em rất dư. Ra mẹ tâm sự tí xíu Ý à. Gãy. Ý. Trời coi kìa, coi kìa. Bị gãy miếng hồi luôn kìa. Rồi, tiếp tục. Xuống, lẹ lên là gãy ghế đi. Rồi ai bây giờ dùng cái câu ái mộ tôi sẽ ưu tiên. Rồi, người ái mộ đầu tiên thì được ưu tiên, còn người ái mộ thứ hai bị phạt nha. 6 bịch ra này. Đợi tí xíu, đợi tụi con tí xíu. Lấy 5 phần đi. 5 phần. Gió lòng chiều du chơi vui. Cái 6 phần. Rồi cho chút Lan Linh nè. 5 phần luôn. Cái 6 phần. 5 phần. Ok, sẽ được một cái bọc. 6 phần. 5 phần nha. Từ từ đến cái vòng tới rồi, yên từ mọi người. Dạ con biết mà, con có biết. Có đũa chưa vậy? Sao con chưa nè? Đây. Trong đó còn mấy trứng xong đem ra bán cho ta. Có trứng gà cá. Hả? Không, trứng gà nào bán không được, mà trứng gà khác là sao? Cá. À xong rửa lại. À biết rồi.
6 phòng nha. Nè, trứng gà nóng nha, thấy không? Nóng quá không? Sâu xào không à? Nóng quá không? Nóng được tay cái bọc. Không, nó nóng. Rồi đó các thi ha, thích trứng gà nóng. Biết sao không? Rồi bị quýnh đục nâu mắt á, lăn. Rồi ok, cho bé này 6 phần. Gãy miếng. Lùm lên. Cái này của ai vậy mà để vậy trời? Nè, 6 bỏ 6 phần. Đụng hốt lên vô lại. Má ơi, chị ơi, không buồn nữa đâu chị ơi. Chị ơi, không buồn nữa đâu chị ơi. Ok. Đứng lên phụ người ta. Gió lòng chiều. Rồi đúng rồi, tới béo hồng á. Áo trắng. Đó. Bể hết mẹ rồi. Trời ơi. Đó. Nát hết rồi. Gặp trứng rồi. Trời ơi. Có ai vậy mà? Đó, tao bé đó đó. 3 phần. Mưa lớn không mọi người? Dạ. Mấy giờ rồi ta? 7 rưỡi thôi. 3. Mọi người đứng đây đi, có tất cả đều có phần hết, mọi người yên tâm. Từ giờ các thầy bán đâu có đủ vốn đâu. Quá. 3 phần. Bào lẹ đi, hoạt động tay lẹ đi, không có đủ vốn. Lỗ ngày đóng. Bà nội mày. Một bịch bánh tráng lời của mẹ đâu. Bịch 30 chứ thật sự em lời có 28 ngàn à. Con đợi chú tí xíu con. Nghe. Bốn phần. Mày chửi nó rồi nó nhét cù dù cu vô cái miệng mày, lúc đó mình ngậm cái câm luôn nghe. Cứ đưa, cứ đưa mưa gió rồi. Để đi nè. Anh, sao anh giữa cái dù cua vô lưng em hoài vậy? Rồi, gần đó đi. Rồi, tới ai? Rồi, mấy phần con? Có một phần à. Hết hồn, xém nữa tôi ưu tiên cho con này vì sai bà này nè. Tôi tưởng bà này đi chung với con bé. Hồi nãy mưa lớn rồi phải không? Vậy là yên tâm rồi nha. Vậy là một người đứng đây rồi, giờ bán đi con. Bán chậm bán lâu giờ cũng đứng đây rồi. Một phần cho cháu. Rồi. Rồi bốn phần đây. Tội nghiệp quá. Còn bánh không? Mấy phần? Đủ 4 phần con. Từ. Dạ anh ơi, từ nó đi đăng lý bánh anh ơi. Thông cảm giùm em nghe. Trời thu Việt Nam buồn lắm anh ơi, mây tím răn anh cuối trời. Ủa gì vậy trời, hết nước rồi Quyền ơi. Quyền giúp đỡ cái đi Quyền.
Giờ tới em có cái khác hả? Đi thôi. Thì chị mượn cái kiến của em. Kiến cận hả? Mày nặng quá vậy? Nặng quá à? Hả? Được chưa? Như con. Ủa cái này cái xe của người ta mà. Đúng rồi. Đúng không? Qua đăng kiểm nha. Cái màu nó đẹp. À, xin xin xin. Ừ. Chị mượn cái kiến đó chị. Đâu? Ồ nó gỗ nè con. Cái cây này đẹp quá. Ồ đã quá. Xin nước đi má ơi. Nè. Cái gì? Cái gì hả? Cái gì nguy hiểm quá vậy trời? Cái gì vậy? Quơ cái coi con. Gặp hàng chi? Mấy má bánh bèo này tản ra mới có mùi của chị thôi. Nãy giờ ngồi trong đây cá lóc chết không? Gái áp lực quá. Mày nhận đâu luôn đi. Này đừng chen, đừng chen tao nghiệp ta. Đừng chen. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Điện thoại của em nè. Có tiền, quên. Chị cái gì con? Cái đồ nướng nào dai dai con ơi con. Ăn gì dai dai Quyền ơi. Kiếm gì ăn dai dai á, ngon ngon á. Đừng ăn ốc, giờ này ăn ốc nặng bụng chết à. Ăn gì dai cũng được. Cái này dai 3 tháng chưa nè, chứ không dai. Gậy miếng. Đợi tí xíu mọi người nha. Nông ngộn cũng gầu quá trời thiệt á. Thấy mọi người đứng đợi mà cũng thương quá trời thiệt á. Giờ làm sao? Thôi bây giờ em chỉ cho. Mới muốn mọi người lại đây mua bánh tráng, mọi người xách theo cái ghế đi. Cái giọng. Cái gì vậy? Con nhỏ này chụp hình cái nè. Chế cho. Giờ đây con vô đi. Đây, tự xướng cho. Con nặng nhiêu ký vậy ạ? 62. Trời ơi. Lên đây. Nó còn có chừng 8 ký nữa là bằng tôi mẹ rồi. Nè quanh. Không thấy đường ở đâu gia đình đâu. Nè con. Hôn cái coi. Thôi. Hôn coi. Thôi. Hôn cái. Không sao cho mày. Ủa
ghê quá. Nè đừng đây, đừng đẩy nè ông nội ơi. Ông nội cứ lấy dù cui đẩy ra ngoài. Tội nghiệp ba té giờ nè. Chị, em chỉ gì mới mốt mình chị đi chung á. Mọi người có chừng bị lợi dụng nha. Bây giờ chỉ cho anh mới mốt chị đi đâu, chị gài điện đằng sau á. Vừa đụng cái vực tăng 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 tăng. Mưa hoài bữa nay chủ nhật xui ghê á, mọi người nghĩ được cái ngày cuối tuần à. Cái ngày mai mọi người phải làm việc lại đúng không? Mai nghỉ. Hả? Mai nghỉ. Mai nghỉ à? Vậy tới khuya đi lấy bánh tráng nha. Em xa lắm, xuống đây lắm. Ở đâu vậy? Củ Chi rồi. Củ Chi à? Ủa vậy là Củ Chi cũng đâu có xa. Cần Thơ, Biên Hòa sao? Em ở gần Biên Hòa sao? Biên Hòa gần hơn Củ Chi. Gần đó hả? Mấy cái đó thì chạy đường quận 9 thôi. Không, Biên Hòa gần hơn Củ Chi à. Có thấy có đi Biên Hòa rồi, đi Biên Hòa chưa được. Bên cạnh Trạng Bom cơ. Là sát Trạng Bom luôn á. Rồi bây giờ xa gần được cái gì nè? Nói gì thôi. Cái vấn đề xa gần mình được cái gì? Thì tôi đang chứng tỏ cái lòng yêu thương của tôi đến với mọi người là bắt mọi người đợi nè. Trời ơi trời, tội nghiệp tôi. Thật sự tôi không có bắt mọi người đợi đâu. Mà tại vì bánh nó ra không kịp.